Ê! Ê! Làm gì gọi hoài không nghe vậy? Tôi với ông á, hết nợ nần nhau rồi. Tìm tôi gì vậy? Bộ, còn giận chuyện qua hả? Tôi không làm như mấy người để giận đâu. Vậy sao tránh mặt tôi hoài vậy? Thì bây giờ tôi với ông còn lý do gì để gặp nhau? Nếu mà ông không có chuyện gì á, thì thôi tôi lên lớp đi. Khoan. Gì vậy? Cầm lấy. Đây là quà thay lời xin lỗi của tôi. Thôi, tôi lên lớp trước á. Mà thằng nó có ý đồ gì ta? Tự nhiên tặng mình cuốn sách này. Nghi ngờ quá à. Nhưng mà thôi, dù sao đây cũng là cuốn sách mình muốn mua, đâu tốn tiền. Thích quá. Đẹp quá. Wow. Gì đấy? Là tấm hình hôm bữa mà. Con heo lười biếng đừng tưởng bỏ. Chuyện này chưa chấm dứt đâu ha ha. Cái thằng quỷ đó. Đáng ghét. Cứ đợi đó. Ê. Đọc sách chưa? Sách đó hả? Đọc rồi. Ê, nói nghe quần này hay lắm nha. Tôi rất là thích, cảm ơn nhiều nha. Có chắc là đọc chưa vậy? Chắc chắn mà. Bộ không thấy cái gì đặc biệt hết hả? Thấy gì đặc biệt à? Có chứ. Tôi thấy nha, hình in rất là sắc nét, chữ rất là to rõ ràng luôn. Nói chung là ok lắm. Có chắc nữa đọc chưa ta? Mà thôi kệ. Ê, vậy đâu á? Thì đi qua quán chứ đi đâu. Giờ tôi cũng qua quán nè, có muốn ké không? Ừ, ok. Ngồi đây đúng không? Trời, nhỏ này nó bị gì vậy trời? Có viên chiên, dừng. Có viên chiên kìa. Người ăn đi. Thì có gì nói từ từ chứ, tự nhiên kêu dừng muốn té không? Thì tại có viên chiên thơm quá chứ bộ. Bộ thích ăn cái đó lắm hả? Mất vệ sinh lắm. Ủa? Chứ ông chưa ăn cá viên chiên bao giờ hả? Đúng là cái đồ quê mùa. Thôi được rồi, đi vô đây. Chị cho ăn, cho khai sáng cái não ra. Đi đây, đi. Nè, ăn thử một miếng đi. Thôi, không ăn. Nhìn ghê quá. Không ăn thôi, cảm ơn rồi. Trời ơi, tuyệt vời. Ê, bộ ăn ngon lắm hay sao mà phê dữ vậy? Thôi, đừng hỏi tôi nữa đi. Mấy cái người mà chưa thử cái món này á, không thể hiểu được cái cảm giác nào đâu. Bộ, cái này nó ngon hơn gà rán luôn hả? Món đấy á, thì tôi chưa có ăn. Nhưng mà đối với tôi, món này chỉ là món ngon nhất luôn ý. Ngon quá. Có muốn ăn thử một miếng không? Không ăn, không. Ăn đi, không có chết đâu mà ngon, ngon lắm. Ăn đi, cứ thử đi. Ê, được coi. Nè, ông ăn hết của tôi bây giờ. Cái gì? Chú vậy? Tại ngon quá, không có dừng lại được. Ủa, sao lúc nãy ông chia vô mà bộ không sợ chết hả? Thì giờ chút có chết ai đâu.